Thưa các bạn, chào mừng các bạn lại một lần nữa quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Anh Xì Lê Châu. Và ngày hôm nay thì một cái ngày mà gọi là khá là đẹp trời. Đấy, trời vẫn còn khá là mát mẻ. Thì hôm nay mình đang ở dưới ruộng nhà mình. Hôm nay thì mình đi đầu củ nghệ các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái quy trình cũng như là cái cách đào nghệ ở trên này nó như thế nào để gửi đến cho các bạn xem nha. Ok các bạn nhá, đây là cái đồi nương, cũng như là củ nghệ ấy. Đây cả bộ phần này và cả ở trên cũng có rất là nhiều nữa, nhưng mà mình sẽ đào bên này trước. Ở chỗ này thì lúc trước cũng đã đào một ít rồi. Đây. Ok, hôm nay trời không nắng ấy. Ok các bạn, đầu tiên mình sẽ phát mấy cái cỏ này đi nhá. Đi xong mà mình sẽ đào xong mình sẽ để đây, thì là mình sẽ thái cái rễ của nó đi á các bạn. Đây là nghệ đen nhá, trên này gọi là nghệ đen. Thì cũng có rất là nhiều loại luôn, nghệ thì rất là nhiều loại, nghệ đen thì cũng có khá là nhiều loại luôn trên này ấy. Đấy, thì khi nào mình đào xong thế này ấy, thì có cái của nó này. Đấy. Mình sẽ lấy cái to ở giữa nhá, còn cái ở viền này ấy, mình sẽ bỏ đi để mà trồng, lấy cái này lại để trồng cái mới. Đấy, còn cái này mình sẽ cắt cái rễ của nó đi, xong mà mình sẽ đi bán các bạn ạ. Đấy, giá trên thị trường hiện nay ngày hôm nay thì là tầm khoảng 4-5 nghìn. Đấy, có lúc thì giá tầm lên đến trên 10 nghìn cơ. Đấy, nó có lúc bị tranh lệch trên thị trường mình không biết được. Ngày hôm nay thì tầm 4-5 nghìn các bạn ạ. Ok, bây giờ các bạn nha, mình sẽ bẻ cái này xong mà để riêng ở đây một chỗ, xong mà cho cái này lên trên này. Khi mà mình đã tách xong như này rồi, xong rồi mình sẽ chặt cái rễ này đi, xong mà cho vào bao các bạn ạ. Thôi được một bàn rồi các bạn. Wow. Trời khá là nóng, bây giờ mình sẽ mang vào trong cái lán kia, xong rồi mình sẽ chặt rễ đi. Bởi vì ở đây trời rất là nóng, nắng rất là to.
Đây các bạn nha, ngày hôm nay thì có củ nghệ đen thì loại này cũng bình thường thôi, không, không to lắm, cũng không nhỏ quá. Đấy, loại này là loại bình, kiểu như là bình thường các bạn nha. Đấy, nếu mà đất tốt ấy, thì nó sẽ to hơn và dài hơn. Đây, loại này thì gọi là tầm cỡ bình thường, trung bình các bạn ạ. Đây, đây có cả mấy bào ở đây này. Đó, bây giờ sẽ buộc dây xong mà đưa lên xe, mỗi một xe là 2 bao xong mà đi về. Đấy. Đường rất là dốc nên là chỉ chở được 2 bao thôi các bạn ạ. Đấy thì là video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người, cho các bác về cái một ngày hoạt động làm việc về đi đầu nghệ của em ấy. Thì là mong là tất cả mọi người sẽ ủng hộ mình. Đây có một quả bí này. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.